Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, nếu thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, nhớ đăng ký để xem các video tiếp theo nhé. Giờ toán hôm nay, chúng ta học bài ôn tập về hình học, trang 173. Chúng ta làm bài 1. Quan sát hình bên, hãy chỉ ra. Hình bên là hình A, B, C, D. Hãy chỉ ra A, các cạnh song song với nhau, B, các cạnh vuông góc với nhau. Ở hình bên chúng ta thấy ý A, các cạnh song song với nhau. Ta thấy cạnh AB song song với cạnh DC. Hai cạnh song song với nhau là hai cạnh không cắt nhau, hai cạnh vuông góc với cạnh AD, AB vuông góc với cạnh AD và cạnh DC vuông góc với cạnh DA. Như vậy cạnh AB song song với cạnh DC. Các cạnh song song với nhau là cạnh AB song song với cạnh DC. Đấy, các con lưu ý hai cạnh song song với nhau là hai cạnh không cắt nhau và nó vuông góc với một cạnh. Tiếp, ý B, các cạnh vuông góc với nhau. Các cạnh vuông góc với nhau. Muốn biết các cạnh vuông góc với nhau, chúng ta dùng eke để chúng ta kiểm tra các góc vuông. Thứ nhất, ta thấy góc D. Có góc vuông tại góc D. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC. Góc thứ hai là vuông góc tại góc A, tức là cạnh AB vuông góc với cạnh AD. Như vậy chúng ta có hai góc vuông tại D và tại A. Chúng ta có thứ nhất là cạnh AB vuông góc AB vuông góc với cạnh AD. Thứ hai, cạnh DC vuông góc với cạnh DA. Như vậy chúng ta vừa xong mà hoàn thành xong bài tập 1. Tiếp bài tập 2. Bài tập 2, hãy vẽ một hình vuông có cạnh dài 3 cm, tính chu vi và diện tích hình vuông đó. Bài yêu cầu chúng ta thứ nhất là vẽ một hình vuông có cạnh dài 3 cm. Sau đó tính chu vi và diện tích của hình vuông đó. Thứ nhất, chúng ta sẽ vẽ cạnh hình vuông có cạnh 3 cm. Đây, trên tay cô giáo có thước kẻ chia sẵn vạch cm. Chúng ta vẽ hình vuông có cạnh 3 cm. Ta đếm 1, 2, 3. Đây là 3 cm. Chúng ta đặt bút ở điểm thứ nhất, được một cạnh 3 cm. Sau đó ta nối xuống cũng một cạnh 3 cm, 1 2 3. Như vậy ta được hai cạnh ở góc một góc vuông, vì hình vuông là có cạnh 4 cạnh bằng nhau cho nên được hai góc chúng ta nối tiếp. Các cạnh vào với nhau.
ta được hình vuông có cạnh 3 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ tính chu vi và diện tích của hình vuông đó. Chu vi của hình vuông là 4 cạnh bằng nhau, nên chu vi của hình vuông là ta lấy số đo một cạnh nhân 4. Ta lấy 3 nhân 4 bằng 12 cm. Tiếp theo chúng ta tính diện tích của hình vuông. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó. Số đo của một cạnh là 3, nên ta nhân với 3 nhân 3 bằng 9 cm vuông. Đáp số chu vi 12 cm, diện tích chín cm vuông. Chúng mình tiếp tục làm bài tập số 3. Bài tập 3, đúng ghi D, sai ghi S. Ở đây chúng ta có hai hình, hình thứ nhất và hình thứ hai. Quan sát chúng ta thấy hình thứ nhất là hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Hình thứ hai là hình vuông có cạnh là 3 cm. A, chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2, điền vào ô trống, đúng hay sai? B, diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2, ô trống. C, diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1, điền vào ô trống. Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2, điền đúng sai vào ô trống. Ở đây ta thấy muốn tính được chu vi hình 1 và chu vi hình 2 để chúng ta so sánh thì trước hết chúng ta phải tính chu vi của hai hình, và cũng muốn tính muốn so sánh được diện tích của hình 1 và hình 2 thì chúng ta cũng phải tính được diện tích của hai hình. Và chúng ta tính, thứ nhất là chúng ta sẽ tính chu vi của hình 1. Vậy, chu vi hình 1. Hình 1 là hình chữ nhật, có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Vậy chu vi là ta sẽ lấy số đo chiều dài cộng với số đo chiều rộng rồi nhân 2, tức là lấy 4 cộng 3 nhân 2. 4 cộng 3 bằng 7, 7 nhân 2 bằng 14 cm. Tiếp theo, chu vi của hình 2. Hình 2 là hình vuông có cạnh 3 cm. Muốn tính chu vi của hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân 4, tức là ta sẽ lấy 3 nhân 4 bằng 12 cm. Tiếp theo ta tính diện tích của hình 1. Diện tích hình 1 ta sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng là 4 nhân 3 bằng 12 cm vuông. Và diện tích của hình 2, diện tích của hình 2 là diện tích của hình vuông. Ta sẽ lấy 3 nhân 3, tức là lấy số đo của một cạnh nhân chính nó. 3 nhân 3 bằng 9 cm vuông. Sau khi tính được chu vi và diện tích của các hình rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu
chúng ta điền đúng sai vào yêu cầu của bài. Câu thứ nhất, chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2. Chu vi hình 1 bằng 14 cm, chu vi hình 2 là 12 cm. Như vậy chúng ta sẽ điền sai, không đúng. Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2. Diện tích hình 1 bằng 12 cm, diện tích hình 2 bằng 9 cm. Như vậy ý này là không đúng, ta điền SC. Tiếp theo, diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1. Diện tích hình 2 bằng 9 cm vuông, diện tích hình 1 bằng 12 cm vuông. Như vậy ý này cũng không đúng, ta điền SC. Câu D, chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2. Chu vi hình 1 là 14 cm, chu vi hình 2 12 cm. Như vậy 14 lớn hơn 12. Như ý này là đúng, ta điền chữ D. Tiếp theo chúng ta làm bài số 4. Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20 cm, hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó. Biết rằng nền phòng học đó có chiều rộng 5 cm, chiều dài 8 cm và phần mạch vữa không đáng kể. Bài cho biết là một phòng học có chiều rộng là 5 m, chiều dài 8 m. Người ta lát kín phòng đó và cái phần mạch vữa không đáng kể. Phần mạch vữa không đáng kể tức là cái phần diện tích vữa để nối giữa các viên gạch không đáng kể. Biết rằng phòng học đó lát bằng viên gạch men hình vuông và cạnh của viên gạch men đó là 20 cm. Yêu cầu là tính xem là có cần bao nhiêu viên gạch để lát kín phòng học đó. Cô giáo có tóm tắt như sau. Chiều rộng của căn phòng là 5 m, chiều dài 8 m. Viên gạch hình vuông có cạnh là 20 cm và yêu cầu tính căn phòng cần bao nhiêu viên gạch. Như vậy, muốn biết căn phòng cần bao nhiêu viên gạch để lát kín cái hình đó thì trước hết chúng ta phải tính được diện tích của căn phòng. Phép tính thứ nhất là chúng ta tính diện tích của căn phòng. Diện tích của phòng học hình chữ nhật là 5 m. Chiều rộng của căn phòng là 5 m, chiều dài là 8 m. Vậy diện tích của căn phòng hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng, tức là ta sẽ lấy 8 nhân 5 bằng 40 m². Vì là viên gạch hình vuông có cạnh là 20 cm, cho nên là chúng ta phải đổi đơn vị là mét vuông, diện tích của căn phòng ra cm vuông để chúng ta có cùng đơn vị. Thì chúng ta tí nữa chúng ta mới tính được số viên gạch để lát căn phòng. Ta sẽ đổi 40 mét vuông bằng 40.000. 40 là mét vuông, decimét vuông, cm vuông. Như vậy ta đổi thành 400.000 cm vuông. Sau đó chúng ta tính diện tích viên gạch hình vuông.
Diện tích viên gạch hình vuông thì ta sẽ lấy diện tích của căn phòng ta chia cho bây giờ ta tính diện tích tích viên viên gạch hình vuông. Cạnh của viên gạch hình vuông là 20 cm. Ta sẽ lấy 20 nhân với 20 vì diện tích của hình vuông ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó. 20 nhân 20 bằng 400 cm vuông. Sau đó ta sẽ so sánh xem diện tích của căn phòng với diện tích của viên gạch hình vuông gấp bao nhiêu lần thì sẽ ra đó chính là số viên gạch cần để lát căn phòng. Để ta trả lời cần số viên gạch men để lát căn phòng là. Ta lấy 400.000. Chia 400. 400.000 chia cho 400. Cô giáo ra 1.000. Ở đây đơn vị là viên gạch. Đáp số một nghìn viên gạch. Như vậy tiết luyện tập về ôn tập về hình học chúng ta đã ôn tập về cách tính diện tích chu vi của hình chữ nhật, hình vuông, rồi chúng ta ôn lại hai đường thẳng song song và các góc vuông trong một hình. Và chúng ta cũng biết so sánh diện tích của các hình và chu vi của các hình. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.